Mọi sự thành công đều xuất phát từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì, không biết mệt mỏi. Để tạo ra chiếc bóng đèn thì ông Edison đã phải thử đi thử lại 10.000 lần. Và chính ông Edison đã từng nói, thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh, 99% còn lại là mồ hôi và nước mắt. Mỗi con người ưu tú mà các bạn thấy ngày hôm nay, họ đều trải qua những quá trình khổ luyện. Và nhớ nhé, chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình cả. Động lực để nỗ lực học tập hết mình trong kỳ thi đại học của bạn là gì? Mình từng đọc được một bài báo thế này: một nam sinh ở Trung Quốc đậu đại học Thanh Hoa, top 1 châu Á với 676 điểm và chưa bao giờ sử dụng mạng xã hội. Chàng trai ấy có tên là Thiện Tử Long. Điều đáng nói là khi biết tin Đỗ Thanh Hoa, cậu ấy đang có mặt ở công trường để chuyển 1,2 tấn thép kiếm tiền phụ giúp gia đình. Khi được hỏi về việc có xấu hổ vì chỉ có điện thoại cục gạch cũ, không thể sử dụng internet, cậu ấy đã trả lời: điều duy nhất tôi quan tâm là học tập, bởi vì học tập là thứ duy nhất có thể thay đổi vận mệnh của một người, và ngoài đó ra tôi không còn con đường nào khác. Tôi nghĩ thời niên thiếu nên có một giấc mơ. Ngang tàn không sợ hãi. Chúng ta có thể bình thường, nhưng chúng ta phải biết từ chối sự tầm thường. Ý tôi là chúng ta có thể thất bại, nhưng chúng ta phải tiến về phía trước. Theo bạn, cố gắng là gì? Ba mình từng nói với mình một câu như thế này: cố gắng không phải là không bỏ cuộc. Mình mất nhiều năm để chiêm nghiệm được câu nói này của ba, và cuối cùng mình cũng nhận ra một điều rằng cố gắng là dù bạn thích hay không thích, bạn vẫn thức dậy, hoàn thành tất cả những việc mà bạn phải làm trong một ngày, đều đặn ngày này qua tháng nọ. Bỏ cuộc hay là không, chỉ là kết quả của sự cố gắng mà thôi. Từ bỏ hay đi tiếp, nó chỉ là khoảnh khắc bạn quyết định sau một quá trình cố gắng của bản thân. Đây là ý kiến của riêng mình. Vậy còn bạn? Nhiều khi kiếm đâu cô tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng. Chúng ta đừng dừng ở tự ti khi mà thấy những bạn bè đồng trang lứa thành công nhé. Hãy đối diện và vượt qua nó bằng cách lắng nghe trái tim rằng là mình thích gì này, mình làm gì thì mình hạnh phúc nhất, và mình muốn trở thành người như thế nào. Mình tin là khi bạn đã tìm được cái mà bạn thích, bạn có cho mình một sự. This is my kingdom come, this is my kingdom come. And who do you think you are, running around leaving scars, collecting a jar of hearts, and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? Bên nhau ta quên hết đi chuyện vừa. Chẳng biết đi đâu vậy, miền là đi cùng nhau. Baby chưa giác sợ đâu vậy, bờ trên buồn đằng sau. Hai ta gạt hết lo âu, yeah, hát cho nhau. Em có muốn đến nơi đại dương anh dừng sâu. Baby anh hứa sẽ không làm bước. Sau mỗi trải nghiệm tồi tệ, bạn chấp nhận và vượt qua nó, bạn sẽ nhận ra có rất nhiều bài học thông qua những lần buồn đó. Và mình tin nỗi buồn có thể giúp bạn chiêm nghiệm ra rất nhiều điều. Nó sẽ khiến bản thân chúng ta trở nên sâu sắc hơn. Nếu chúng ta lúc nào cũng muốn mình được vui vẻ, hạnh phúc, sống đúng với đam mê, yêu được người đúng gu thì... Nếu coi cuộc sống như một đường chạy nước rút thì ta càng không cố gắng, ta chỉ là người về đích sau cùng. Nhưng nếu coi đó như là một chặng đường chạy tiếp sức, chúng ta hỗ trợ giúp đỡ nhau thì tất cả sẽ cùng chiến thắng, không ai bị bỏ lại phía sau. Bằng niềm tin không lung lay, bạn đổi thay cuộc đời. Và với ước mơ khát khao, bạn xây mộng lớn lao. Nhìn lại từ điều nhỏ bé mỗi ngày một bài, đã thành một hành trình dài bạn đang bước tiếp. Nụ cười vì thêm ấm áp, sung túc trong ngôi nhà, và thêm đóa hoa xinh tươi bạn mang. Và thanh xuân như dần khép lại, có biết bao nhiêu mối tình, có biết bao lần thất tình, có biết bao buồn vui, sao ta lại tìm. Mình đừng có bỏ cuộc. Nói chung là áp lực tạo nên kim cương. Nếu muốn trở thành kim cương thì chúng ta hãy gọi là mình đón nhận những áp lực, những thách thức để chúng ta phát triển hơn, thành công hơn và hoàn thiện bản thân mình hơn.
Chính vì con người không thể nào thay đổi được bản thân mình, cho nên mới có hai loại người là thiên tài và kẻ thất bại. Người ta thường đánh giá nhau qua năng lực, ngoại hình và cả tính cách. Đó là những thứ mãi mãi vẫn không thể thay đổi. Rồi dựa vào đó, người ta sẽ bắt đầu phân biệt. Và những người bị phân biệt thì chỉ có thể làm được một việc, chính là chấp nhận thất bại.